Hello, chào mừng mọi người quay lại với channel mình. Thì quay lại với Teria. Hôm trước đã xuống được cái giằng gò và giết được hai con Queen Bee, con Long Chúa. Nhưng mà vẫn khá là chán tại vì xuống cái giằng gò mà nó lại rất là mù mờ. Là mình nghĩ mình xuống đang dần trước, là lút đồ bên phía đang dần. Đồ phía đang dần thì nó có những thứ mình khá thích, đây là cái kiếm kiếm chém chỉa nhanh với cả cái khiêng thì khả năng chống đẩy vật. Ngoài ra còn một cái đồ phép, một số những cái đồ phép nữa cũng rất là tốt. Thế thì lại quay lại xem này, đi xem bên đang dần trước. Xuống bên dưới cái răng gò trước hơi tốn nhiều đuốc, tại vì mình vừa đi mình cắm lung tung để cho nó sáng. Thì ván này ok, bên này lại có một cái meteo này, nhưng mà bây giờ chưa cần thiết nó lắm, sau rồi mình sẽ đào sau. Len, cái len này không được bỏ. Nhưng mà khó nhờ, không biết là liệu vào giờ này thời gian này có đủ để giết con Skeletron không. Xa lắm, chắc là không đủ rồi, phải đợi tối hôm sau thôi. Giờ này thời gian không đủ sức để giết Skeletron đâu. Zombie Eskimo. Sam mới đang dần ơi tính. Kiểu gì Sam bây giờ thì cũng ngồi đợi mà. Fuck, rơi đau quá. Thì máu bây giờ có đủ rồi, mình còn cần thêm mana thôi. Mana thêm nhà thêm tí sao nó đủ là mana rồi. Máu 400, mana 200 là đủ đấy. Không cần phải nhiều nhặn gì đâu. Thì mình dự định bui con nhân vật của mình theo hướng đam. Tệ nhất là mình thích chơi đam hơn, thứ hai là chơi đam thì nó ra nó dễ chơi phép, mặc dù chơi phép thì mạnh hơn, nhưng mà đam thì mình đánh giá đam phải chơi dễ phép. Ok, cắm đuốc xung quanh đây, đợi đến ngày mai thì đánh con, tối mai đánh con Skeletron. Mình đang rất là đợi. Ok, Gobin hay quá luôn. Mình nhắn anh bảo mình đợi Gobin đến nhưng mà nó đến luôn, rất là hay. Mình có cớ để đi về nhà rồi. Năm về speed, quên là chưa bỏ cái này vào lọ. Thuốc thì bỏ vào lọ này, lọ bắt đầu đầy đấy. Một cái spot ở sang bên này, cái giường bắt đầu đầy đấy. Thì mình xây cái này để lát sau mình trồng thuốc ấy, sau khi mình có được con NPC Dyad thì nó sẽ bán cho mình mấy cái chậu cây, thì mình lấy mấy chậu cây mình trồng thuốc luôn để mình đỡ phải đi tìm mình hái lung tung. Thank you.
tích được một đồng platinum rồi. À, con này ad ra đây rồi. Úi dạ. Có cái súng này đánh bọn này khá dễ đấy, nếu mà gặp bọn này trước khi có súng đánh nó hơi mệt, nhưng mà có cái súng ấy rồi đánh bọn này rất dễ. Thực ra có cái súng ấy rồi đánh với con boss trước hát boss đều dễ cả. Giờ đây đâu rồi, mày ra hết đây. Chỗ khá là quang tại vì tập hôm trước thì mình đi ra đây mình trả hết cây mình nằm nhà rồi nên là nó sẽ khá là quang. Mình định để sau là mình xây luôn chỗ này làm sàn đánh boss đấy, đấy nó con boss cái sau. Hết đánh nhanh cái này nào, cái này xong rồi đấy. Quả bóng gai thì rất là tiện nếu như muốn đánh mấy con não, nhưng mà mình có não trước rồi thì bây giờ cũng phải quên sang bên jungle xây cái nhà đó, để khi mình sang hát mâu mình sang bên đấy mua một cái cánh từ thằng mũi cho tờ. Mũi cho tờ nó vừa đến xong đấy. Tờ về nhà nào. Cái cung này cất vào hòm sao để đây. Hòm hòm có cung rồi thì đem bán đi. Được rồi. Để vào đây. Thực ra bán mấy đồ cũng chẳng là mấy tiền đâu, nhưng mà kệ có một ít còn không. Thằng này nó bán mấy cái, mua một cái này để trưng nhưng đẹp. Nó bán mấy cái cục này để thay đổi nước xung quanh thành màu của các biome khác nhau ấy, khá là hay. Ê, đặt đây đi. Con này nó sẽ bán ê vịt. Sẽ bán mấy cái chậu cây này để mình là trồng cây. Nó cũng bán cái này để mình thanh tẩy được mấy cái vùng đất có đất tận hoặc là kim dần trở thành đất như bình thường. Sao em bay mất? No. Thì lại đi sang bên khu rừng thôi. Gì mình cũng phải đợi đến tối mình sang lại bên đăng dần để mà gặp con xương mà. Chẳng có nhỉ, vẫn chưa có được cái giày, có cái giày mà chạy nhanh thì tốt.
Day Bloom. Trên đường đi mình gặp Day Bloom thì cứ nhặt về để mà làm thuốc. Mình cũng định về sau mình định mình gọi ra con King Slam ấy để mà mình giết lấy cái con pet Slam pet thì, không phải con Slam pet gọi là con Slam pet cưỡi ấy. Thì nó mình bảo trước có con đấy chuyển tốt hơn, con đấy nó đi chậm mà nhảy cao và nó đi trên mặt nước. Thì như ép trước vừa nói đấy mình nói lại xa luôn đấy. Không, ra nó ngay đây rồi. Nếu mình sang bên mình sang được bên đang dần mình lấy được kiếm rồi thì mình bỏ cái gì vào đi. Cái gì của gia cầm nó cũng nó đa năng là chứ đánh nó không tốt một kiếm. Sợ thế. Xây một cái nhà nhỏ nhỏ ở đây thôi. Đủ cho thằng Wither đi vào được. Nhà này xin lỗi nhé, tớ không làm cửa kính đâu, tại vì tớ lười. Tớ cho bạn cái nhà bình thường thôi. Rồi xây vào đây. Tớ lười làm cửa kính lắm, nên tớ cho bạn cái nhà bình thường thôi. Chết đi. Vẫn còn nửa ngày nên đến tối tôi xuống lại khu rừng kiếm đèn tí đồ thôi. Mong là kiếm được cái giày như là trong rừng gỗ, giày với cái mấy cái đồ trong mấy cái hòm vàng mình đã từng nói. Mình đi xuống bên này đi, bên này trước xuống đây vì dính thuốc nổ, chết này, trời ơi, sao đấy mà chết người hết được nhỉ? Đi ngay vậy nổ bùm phát chết luôn, sợ thật. Chỗ vẫn chưa bị dính thuốc nổ nổ hết rồi này. Tại vì mình nhìn thấy màn hình của mình hơi tối nên vừa rồi vào màn hình mình để chỉnh tăng độ tương phản lên một tí, mình mong rằng xuống nó sẽ đỡ tối hơn. Đây, tập trước mình quay mình thấy nó tối quá. Em tìm này. Thực ra nó vẫn tối thế, nó chỉ đỡ hơn tí thôi. Để sau để mà cái lúc mà sau khi đánh xong với con boss hát mâu mình còn xuống rừng để mình đào quặng cơ, lúc đấy xuống rừng mới gọi là khó. Rừng lúc đấy toàn ấy, có cái hòm vàng kia kìa, thực ra đấy là hòm gỗ mà hòm vàng, quên lại nói ngu rồi. Làm ơn cho tao cái ấy đi, cho tao cái găng tay hoặc là cái vòng tăng tốc độ chuyển đi. Cái này à? Cái này thì tác dụng là gì? Trừ tác dụng gây đam nó là tác dụng gì không? Uống cái này vào nhìn đi gai này. Đầy tin đúng không? Đầy tin không dùng nữa. Số ôi. Giết cái con... Đâu rồi, con cây ăn thịt đâu rồi?
Ông cái ăn thịt nó cũng không rơi ra cái gai của nó cho mình. Tim này bên này thường có đóng tim lắm. Strange plan để về đổi lấy thuốc nhuộm. Đây, kết nối sang bên này rồi. Đây lại có một cái tổ ong nữa này. Thôi mình đào cái này ra mình đặt luôn này. Mình đi sơ sơ để mà mình còn về kịp tối. Tối còn phải chạy sang bên năng dần để đánh con kia. Hơi là cay thì vì cái lần trước thì mình đánh con Queen Bee này, con ong chúa này hai lần nó cho mình đều cùng với cung. Khá là ghét. Mong là lần này nó không cho mình tiếp cái cung ba, nó không rất là buồn đấy. Buồn lắm luôn đấy. Giờ đây có lợn. Bây giờ không có lợn mà con ong. Đứng nghi một chỗ ta bắn cái coi để chạy tung tung nữa. Rồi đứng nghi mới đi. Rồi cứ im đấy. Chết rồi, 1/3 cái máu thôi. Rồi, đứng im đấy. Cảm ơn hợp tác rất là nhiều. Đứng im mới đi, đừng có chạy đâu nữa. Tao phải đứng im mà. Mày nghe không, tao bảo mày đứng im cơ mà. Chết đi. Mày chết rồi. Oh, có cả chỗ pi nữa, cái mặt nạ của nó luôn mà. Beekeeper, ok. Cho mình cái kiếm ong. Đúng không? Đúng kiếm ong không? Ở đây có cái vai này. Cái vai là cái kiếm rừng rồi đấy. Cút đi, đừng có ra đây nữa. Thôi Zolo xuống cái này tìm đồ rồi té. Mình đáng lẽ nên mang cái thuốc nhìn đồ đi. Tìm đồ ở đây thì dễ hơn ấy. Nhìn này nó hơi mù mờ. Mình về giờ mình nghĩ nó cũng chưa tối đâu. Mình căn thời gian không chuẩn lắm nhưng mà mình nghĩ là bây giờ nó cũng đang tầm giữa chiều, nó chưa lúc tối hẳn đâu. Sao? Đông thế? Chính sao ra? Fuck đúng rồi mày luôn. Chính sao ra? Mày nữa. Đây là nhà này, nhiều nhà thế. Fuck. Ông này. Cút ra. Đùa. Đây lấy cái này về nhà. Mình không biết công dụng cái đấy gì nhưng mà mình cứ lấy về thôi. Hey. Vòng tăng tốc độ hồi máu. Thuốc tăng khả năng đào. Hết chưa?
Rồi đấy, quanh khu này không còn gì nữa đâu. Còn gì xuống sâu hơn. Cái chỗ rừng là cái chỗ mà nó nhằng nhít nhất trong cái game này luôn. Sẽ cả một khu to đùng này là rừng này. Để một khu to đùng này là rừng cơ. Mình cũng không biết là cái temple nó sẽ nằm chỗ nào. Ba cái tổ ong rồi đấy. Hai khu granite mình tưởng chỉ một khu thôi. Ok, đi về. Làm chuyện. Chiều tối rồi, gần đến lúc đánh con chuột rồi. Cái này vào đây, đặt này vào đây. Cái này đặt đây. Tăng 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 tăng. Okay. Mặt nạ để Chopi đặt vào đây, mặt nạ con này để vào đây, da mặt giống thế nào, chú kinh vãi, này để vào đây, lọ thuốc rồi, thuốc quick stack vào đây, này bán đi, lựu đạn nhét vào hòm này. Thuốc này để vào đây. Đủ để làm cái vai đúng không? À, để làm cái kiếm ấy đúng không? Xem nào. Ấy thằng đút rồi. Mày có thể xuống đây mày ở cái nhà gần gần đây được không? Cái nhà mày ở đây mà sao mày lại chạy đến đấy? What the fuck? Không được à? Như thế nào? Không cần cái vai đấy. Chỉ cần Stinger thôi. Ok, nhớ hơi lộn công thức tí nhưng mà không sao. À, thế ta tao hỏi luôn cái à mà chưa tao chưa làm được. Ui. Stack vào đây. Đó rồi. Mình còn thiếu một cái single nữa mới làm được fuck. Ok. Ơi chán rồi đấy. Tìm team để vào hôm nào hôm này đi Stranger Plan cái này đối Refake Gold. Refake Gold nhiều khá là cool đấy, người vàng chóe ra nhưng mà trông hơi bẩn. Nói màu vàng thì các bạn biết là tôi nói với cái gì màu vàng đấy. Kiếm này cất vào hòm đi chưa cần dùng. Ok giờ thì xuống ấy nào, xuống bên kia nào, bên đang dần kiếm đồ nào. Đòn đánh cận chiến sẽ có thêm xuyên giáp. Xuyên giáp có vẻ ổn. Tối qua vẫn tôi phải chăng chỉnh nó tương phản lên thêm. Thế cứ chơi tối hôm này lại ngồi ngay cái chỗ mà có cửa sổ sau nó hắt nắng vào màn hình khó nhìn quá. Tối rồi đấy. Ok, đi sang bên năng dần đánh con đầu lâu sư cọ mốc nào. Keletron thì khá ghét đánh Keletron lại chẳng rơi cái đồ gì cả. Nó là có rơi ra cửa sách bắn đầu lâu đấy nhưng mà tỷ lệ rất là hiếm. Như là con Keletron chỉ có nhiệm vụ nó gác cái đường vào cái đang dần thôi chứ còn nó không có bản thân thì không phải là con boss rơi ở đồ mạng. Bay này nhanh đi. Đi chậm hơn bay. Sa mạc Crimson tuyết zombie Eskimo khổ lắm trời, cứ phải đi qua đi lại này mệt. À, đấy là còn chưa chơi thế giới lớn đấy, mình chơi thế giới vừa đấy. Nên thế giới lớn thì cái việc đi lại lúc đầu game nó cứ gọi là cực hình luôn, khi mà mình chưa có đồ tăng tốc độ chạy, chưa có giày cái thứ. Đi về bên này bên kia cứ như kiểu là đường đi học ấy. Ông là học cấp 2 biết cái đường đi học từ nhà đến trường nó dài thế nào.
nó dài cái kinh dị đến lúc bao giờ mình cũng thấy là mình đi học muộn. Sợ thật. Quát nhớ thời đi học. Cút hết, đâu rồi? Đến chưa? Sắp đến chưa? Ôi, còn xa vãi. Xa vãi nổi. Vẫn chưa thuộc cái thế giới này của tôi, chưa thuộc đường. Mà xuống dưới hang nãy giờ mà không gặp con Goblin nhỉ? Giờ phải gặp nó để cứu rồi chứ. Ok, tôi sẽ giải thoát cho ông ngay bây giờ. Ông sẵn sàng chưa? Crush. Lên nào. Ok. Đánh. Đánh con này cũng dễ rồi. Cứ nhắm đầu nó vào tường. Đầu nó to lắm, cứ bắn headshot vào nó được. Né mấy cái tay của nó ra, để né cái bàn tay thôi, còn cái xương đến tay thì không dính xương. Khi cái đầu nó quay quay, nó giảm khổ nên là bắn nó đau hơn. Nhưng mà ăn đòn thì mình cũng có nhiều hơn. Lốc máu vào. Đừng có đập vào mặt tao. Gần chết rồi. Ok, chết đi. Chẳng rơi cái gì cả. Fuck. Thì xuống dưới đang dần thôi. Cần khá đồ để mà kiếm đấy. Đặt mấy quyển sách ra thì nó có ra cái quyển Waterboat không? Waterboat khá là mạnh đấy.